Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Thế Giới Bí Ẩn. Mình là Thảo Hoàng. 10 năm của Ronaldo, có thua có thắng Messi nhưng vĩ đại và khó tin. Trong một thập kỷ đã qua, Ronaldo thua Messi ở danh hiệu cá nhân nhưng lại thắng ở danh hiệu tập thể, đặc biệt là thiết lập nhiều kỷ lục khó tin ở độ tuổi nhiều cầu thủ đã giải nghệ. Cùng nhìn lại 10 năm qua, Ronaldo đã làm được những điều gì? Đừng quên like, share và subscribe kênh của chúng mình. Xin chào! Trước thì Cristiano Ronaldo ở tuổi 24 là nhân vật tạo ra được nhiều nghi ngờ và tranh cãi. Giờ đây thì CR7 là biểu tượng cho cả một thế hệ. Anh là chủ nhân của quả bóng vàng châu Âu năm 2008. Hợp đồng đắt giá kỷ lục của bóng đá thế giới khi mà chuyển nhượng từ MU sang Real Madrid với giá là 80 triệu bảng. Real đặt anh làm mũi nhọn trong việc chống lại Barca đang bùng nổ của Lionel Messi và Pep Guardiola. Với những nét tính cách đặc trưng của một kẻ đi lật đổ, xuất sắc, đầy tự tôn và đặc biệt là thu hút thương mại. Bên kia bức tường thì có không ít người ghét Ronaldo bởi anh đòi ra đi ngay sau mùa giải bùng nổ cùng với MU và buộc sợ Alex Ferguson phải lặn lội đến tận khu nghỉ dưỡng hậu Euro năm 2008 để giữ chân. CR7 bị đặt dấu hỏi ở khả năng bùng nổ trong những trận cầu lớn. Anh xuất hỏng phạt đền ở bán kết của Champions League, xuất hỏng thêm một quả luân lưu ở chung kết vào năm 2008 và thi đấu cá nhân ở trận chung kết vào năm 2009. Sự tự mãn thông qua lời khẳng định bản thân vĩ đại nhất lịch sử cũng khiến cho CR7 trở thành cái gai trong mắt giới mộ điệu từng hít thở trọn vẹn những khoảnh khắc không tưởng của cả một thế hệ huyền thoại như là Zinedine Zidane, ngoài hành tinh Ronaldo hay xa hơn là Diego Maradona, Roberto Baggio. 10 năm sau những ngày chia rẽ giới mộ điệu ấy, Cristiano Ronaldo ở tuổi 34 vẫn giữ nguyên được những tranh cãi. Song có rất nhiều điều đã được CR7 khẳng định trọn vẹn trong một thập kỷ bùng nổ đã qua. Anh xuất sắc, vĩ đại, chưa từng ngoảnh đầu nhìn lại những thất bại và luôn hướng về phía trước. 555 bàn thắng sau 10 năm cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Tính từ năm 2019, Ronaldo đã ghi được tổng cộng là 555 bàn thắng sau 10 năm, hiệu suất trung bình là 55,5 bàn trên một năm. Trong đó thì năm đỉnh cao nhất của Ronaldo là vào năm 2013 khi mà anh đã ghi được 69 bàn. Tuy nhiên, kể từ đó cho tới nay thì thành tích ghi bàn trên một năm của Ronaldo ngày càng giảm dần qua từng năm. Đến năm 2018 đã xuống dưới mốc 50 bàn trên một năm, còn năm 2019 thậm chí tệ hơn nhiều khi mà mốc dưới 40 bàn trên một năm. Trong khi đó, thì đại kình địch Messi vẫn giữ được cột mốc 50 bàn trên một năm khi năm 2019 khép lại. Trong vòng 10 năm, thì Ronaldo đã dự nhiều trận chung kết khác nhau, trong đó có thành tích vô địch liên tiếp 14 trận chung kết khác nhau ở các giải đấu của cả câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý nhất là các chức vô địch Champions League vào 2014, 2016, 2017, 2018 và vô địch Euro năm 2016. Xét về thành tích vô địch Champions League và thành tích ở cấp đội tuyển quốc gia, Ronaldo đang vượt trội so với Messi. Tuy nhiên, đáng tiếc là CR7 lại khép lại năm 2019 bằng danh hiệu về nhì ở trận siêu cúp Italia. Điều này cũng khép lại kỷ lục chiến thắng liên tiếp của chính CR7 ở các trận chung kết. Cầu thủ đầu tiên vô địch ở cả Anh, Tây Ban Nha và Ý. Ronaldo lập nên kỷ lục mà chưa cầu thủ nào có thể làm được trong quá khứ, đó là trở thành người đầu tiên trong lịch sử vô địch quốc gia ở cả Anh, Tây Ban Nha và Italia ở các giải đấu khắc nghiệt bậc nhất của lục địa gia. Trong sự nghiệp thì Ronaldo đã 3 lần vô địch ngoại hạng Anh cùng với Man United ở các mùa 2006, 2007, 2007, 2008 và 2008, 2009. Chuyển tới Tây Ban Nha thì CR7 cũng cùng với Real Madrid thống trị La Liga ở mùa giải 2011, 2012 và 2016, 2017. Sang đến Juventus thì Ronaldo không mất quá nhiều thời gian để có thể lên ngôi ngay trong mùa đầu tiên. Ở giai đoạn đầu mùa giải, sau 320 phút tịt ngòi, Ronaldo mới có được bàn thắng đầu tiên ở trận tiếp Sassuolo trên sân nhà trong khuôn khổ của vòng 4 Serie A. Phút thứ 50 thì Ronaldo đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Juventus. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh ở giải đấu cao nhất của Italia. Kể từ đó trở đi thì Ronaldo ghi bàn khá đều đặn và đóng góp không nhỏ trong lối chơi của toàn đội. Qua 39 trận mùa này thì siêu sao người Bồ Đào Nha đã có tới 26 bàn và 12 kiến tạo. Anh mất trung bình khoảng 86,5 phút để đóng góp vào một pha lập công cho Juventus. Dù đang ở sườn dốc bên kia của sự nghiệp, nhưng Ronaldo vẫn cho thấy được anh vẫn sẽ chinh phục được những đỉnh cao mới và chưa có dấu hiệu dừng lại. Cú hat-trick duy nhất của Ronaldo cho Juventus đến ở lượt trận về vòng 1/8 của Champions League với Atletico. Đây có lẽ cũng là một bàn so tài đáng nhớ nhất, thể hiện rõ đẳng cấp của anh trong màu áo mới. Dù chưa đạt được thành công như mong đợi trong mùa đầu tiên và phải dừng bước ở tứ kết của Champions League trước Ajax, nhưng huấn luyện viên Max Allegri lại khẳng định Ronaldo vẫn sẽ ở lại đội bóng thành Turin để phục thù vào mùa tới. Jose Mourinho thuộc số ít huấn luyện viên từng vô địch ở 4 quốc gia khi mà ông lên ngôi cùng với Porto, Chelsea, Inter Milan và Real Madrid. Carlo Ancelotti cũng đã làm được điều tương tự cùng với AC Milan, Chelsea, PSG và Bayern Munich. Ông từng cùng với Real vô địch ở mọi giải đấu nhưng lại chưa thể lên ngôi tại La Liga.
Pep Guardiola cũng đã vô địch tại 3 giải quốc gia cùng với Barca, Bayern và Man City. Trong giới cầu thủ thì David Beckham từng 6 lần vô địch ngoại hạng Anh cùng với Man United, 1 lần vô địch La Liga cùng Real, 1 lần vô địch Ligue 1 cùng với PSG. Tuy nhiên, cựu danh thủ người Anh lại chỉ có thể cùng với Milan đến đích thứ 3 tại Serie A năm 2008-2009. Trong khi đó thì Zlatan Ibrahimovic đã giành được chức vô địch ở Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha và Pháp. Nhưng tiền đạo người Thụy Điển đã không thể có thêm chức cúp vô địch của Premier League trong thời gian ở Anh với Man United sau khi làm điều đó tại Ajax, Inter Milan, Barca, AC Milan và PSG. Arjen Robben cũng có thể tự hào về thành công ở 4 quốc gia, nhưng cựu cầu thủ của PSV, Chelsea, Real Madrid và giờ là cầu thủ của Bayern chưa từng thi đấu tại Syria. Samuel Eto'o đã giành được danh hiệu ở Tây Ban Nha và Italia với Barca và Inter Milan, nhưng không thể cùng với Chelsea đăng quang tại Premier League. Với việc cùng với Juventus lên ngôi ở vô địch Serie A, Ronaldo đã trở thành cầu thủ đầu tiên vô địch ở cả 3 giải đấu là Anh, Tây Ban Nha và Ý. Đây cũng là sự khác biệt giữa Ronaldo và Messi khi mà Ronaldo đã thay đổi cả 3 câu lạc bộ trong 10 năm qua, còn Messi thì vẫn ở lại Barca. Cá mốc 600 bàn thắng trong năm 2019 ở cấp độ câu lạc bộ. Vào năm 2019 thì Ronaldo đã cá mốc được 600 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ. Trong đó thì phần lớn số bàn thắng CR7 ghi được là ở Tây Ban Nha. 4 ngày sau đó thì cột mốc 600 bàn thắng của Ronaldo đã được Messi bắt kịp với cú đúp vào lưới của Liverpool trong trận bán kết lượt đi của Champions League hồi tháng 5. Nếu mà tính tổng số bàn thắng đã ghi được trong sự nghiệp chuyển nghiệp, Ronaldo vẫn đang hơn Messi. Tuy nhiên, với hiệu suất ghi bàn của CR7 và Messi hiện tại, khả năng Ronaldo có thể bị Messi vượt mặt là rất cao khi mà Messi đang ghi nhiều hơn Ronaldo khoảng 10 bàn trên một năm. Trước khi nói đến Messi, điểm qua một số thông số về kỷ lục 600 bàn thắng của Ronaldo. Ronaldo khởi nghiệp ở Sporting Lisbon, anh ghi được 5 bàn thắng cho câu lạc bộ này trước khi mà chuyển sang Man United vào năm 2003 khi mới 18 tuổi. Tại Old Trafford thì Ronaldo đã ghi được 118 bàn thắng sau 6 mùa giải. Đỉnh cao của CR7 chỉ đến khi mà anh chuyển sang Real Madrid vào năm 2009. Tại Bernabeu, Ronaldo từ cầu thủ chạy cánh trở thành máy săn bàn thực sự. Trong 9 mùa giải, tiền đạo này đã ghi tổng cộng 450 bàn thắng cho Real Madrid trên mọi đấu trường, trung bình là 50 bàn trên một mùa. Chuyển sang Juventus ở độ tuổi 33, Ronaldo vẫn giữ được phong độ và làm ấn tượng khi mà ghi được 27 bàn thắng sau 40 lần ra sân. Ngày 28 tháng 4 thì Juventus đã cầm hòa Inter Milan 1-1 trên sân khách. Jacha Nainggolan mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ 6 bằng siêu phẩm sút xa, nhưng Ronaldo đã kịp thời tỏa sáng ghi bàn gỡ hòa cho Juve ở phút thứ 62. Kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí của Juventus bởi họ sẽ sớm vô địch Serie A mùa này. Riêng với cá nhân của Ronaldo, pha ghi bàn vào lưới của Inter Milan đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh. Cụ thể thì đây là bàn thắng thứ 600 của tiền đạo người Bồ Đào Nha ở cấp câu lạc bộ. Nếu như mà Ronaldo phải mất 17 năm để đạt cột mốc 600 bàn thắng, thì Messi chỉ mất đúng 14 năm kể từ ngày ghi bàn đầu tiên trong đội 1 của Barca. Siêu sao người Argentina đã có tổng cộng 417 lần nổ súng ở La Liga. Ngoài ra thì anh còn có 112 bàn ở Champions League, 50 bàn ở cúp nhà vua Tây Ban Nha, 13 bàn ở siêu cúp Tây Ban Nha, 5 bàn ở FIFA Club World Cup và 3 bàn ở siêu cúp châu Âu. Messi cũng là cầu thủ duy nhất không thi đấu ở giải ngoại hạng Anh nhưng đã ghi được 26 bàn thắng vào lưới của Big Six, chỉ xếp sau hai cầu thủ đang thi đấu ở Premier League là Sergio Aguero và James Vardy, bằng với Eden Hazard. Trải qua năm 2019 với những thống kê không mong muốn, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có một màn khởi đầu năm 2020 vô cùng ấn tượng, không chỉ với kiểu tóc mới mà còn bởi 3 bàn thắng giúp cho Juventus khởi đầu thập kỷ mới bằng chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Cagliari. Ngoài 3 bàn thắng thì anh còn có một pha kiến tạo cho đồng đội Higuaín lập công. Cú hat-trick đầu năm mới này cũng đã giúp cho Ronaldo thiết lập nhiều kỷ lục mới trong sự nghiệp của mình. Siêu sao sinh năm 1985 trở thành cầu thủ đầu tiên trong sự nghiệp ghi bàn trong 18 mùa giải liên tiếp, tính riêng trong top 5 giải đấu hàng đầu của châu Âu từ năm 2003 đến năm 2020. Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi được cú hat-trick ở 4 giải đấu gồm La Liga, Premier League, Serie A và FIFA Club World Cup. Cú hat-trick này cũng là lần thứ 56 trong sự nghiệp của ngôi sao khoác áo số 7, một thành tích chưa cầu thủ nào làm được, ngay cả đồng nghiệp là Lionel Messi ở Barcelona. Ngoài 3 bàn thắng thì Ronaldo còn sở hữu những thống kê ấn tượng trước đội khách là Cagliari. Anh có tỷ lệ qua người thành công 100%, tỷ lệ chuyền chính xác 91%, tỷ lệ thắng tranh chấp 88% và tạo ra 3 cơ hội cho đồng đội. Cú hat-trick này cũng giúp cho Ronaldo vươn lên đứng thứ 3 trong danh sách vua phá lưới tại Serie A với 13 bàn thắng. Kèm hơn người đứng đầu là tiền đạo Ciro Immobile của Lazio, khoảng cách là 6 bàn và người đứng thứ 2 là Romelu Lukaku của Inter Milan, 1 bàn. Năm 2020, Ronaldo bước sang tuổi 35, độ tuổi mà nhiều cầu thủ tính chuyện nghỉ hưu, nhưng hầu hết các danh hiệu cao quý của Ronaldo lại đạt được sau 30 tuổi. Nên hầu hết người hâm mộ vẫn có quyền hy vọng CR7 tiếp tục duy trì phong độ cao như là một thập kỷ qua,